Sushi, sushi gọt đây. Đây mình sẽ làm món sushi xào tỏi. Sushi rất là ngon. Bắt đầu đã bị ong châm rồi, cuối vụ rồi. Hết rồi. Ai nhận cũng biết. Đã bị sâu rồi mọi người nhé. Cuối vụ rồi. Cái tí này cắt đi rất là nhiều luôn. Bây giờ xong mình sẽ vào. Tiếp theo là xái su su đây. Thái để xào nó mới ngon. Thái chỉ nó chỉ là hình thức. Không nhà chị xào chị cũng toàn thái này. Nó có chất. Thái kia nó mất hết chất. Nó nhũn hết rồi. Lòn nhỉ? Vâng. Anh nếm thử đi đã. Nếm thử chín chưa thì cho vào. Gì anh? Cái này toàn món Thái.
nó nước nhé. Ừ, kệ nó. Đây chị ơi. Sao vào đây ạ? Cho cái vào đây. Sao đó, cho tí nhá. Cho mềm rau á. Ừ. Đấy, nước luộc này nhỉ, không thả vào. Vừa vừa một chút rồi. Thank you.